dắt tay nhau về Phú Yên thăm ruộng xanh nắng trải quê nhà, thăm cầu hai một nhịp xưa bên dòng sông Ba Cơn. Trời còn có bốn mấy độ ha, ghê vậy. Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì công việc của Đức rất là nhiều. Hôm nay là ngày chủ nhật, nhưng mà thật ra bữa nay cũng rất là bận bịu, không có sợ sản xuất ra một cái video nào tốt nhất cả. Nhưng mà giờ thì có thể quay cho các bạn xem nha. Thì với lại từ sáng giờ thì Đức thì đã đi bắt cá. Nói chung hôm nay bắt chỉ ít thôi. Ngày hôm nay thì bắt được một tạ mấy cá tạp bằng cá rô phi, nhưng mà rất là nhiều người nhận chia hết. Mình thì cũng được 40 mấy ký, 45 ký. Nói chung thì 45 ký thì cũng đủ cho cái trình ăn trong vòng cũng được 3-4 ngày. Thì khi mà thay nữa đi bắt cá xong thì lại tiếp tục lại là phải đi dọn vệ sinh thay nước cho cá trình. Thấy cá trình thì mình thay xả khô hết luôn, nhưng mà mình không quay được cho các bạn xem, tại mình rất là tranh thủ mà không có ai quay hết, chỉ có một mình là mình thôi, thì không thể là cầm giữ máy mà quay được, hơi ngại xử lý. Thì thì bây giờ cái hồ nước của mình cũng đã sắp xong, bơm là từ hồi lúc chiều tới giờ, rất là cực luôn. Đây các bạn, nước nó đầy rồi, và cái hồ nước của mình cũng đã đầy rồi. Bây giờ cũng đã chiều tối, trời tối thui luôn, trời không thấy luôn. Bây giờ là còn 6 giờ, chỉ nghe được tiếng lóc rách thôi, nước nè, mình bơm nước nè. Giờ tối quá không thể thôi quay với các bạn xem được một cái gì trong cái hồ này hết, rất là tối luôn. Chỉ còn hồ ở ngoài này thì có thể sao quá thôi quay được nè. Và cái hôm nay thì mình sẽ đứng bên cái hồ cái trình của mình, thì tất nhiên là mình sẽ nói như thế này nè các bạn. Thì các bạn nên thường xuyên là thay nước khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng là chúng ta nên thay nước, xả nước khoảng từ 70-80% thì mình sẽ xài thay nước ra và thay nước mới vào. Và chúng ta nên vệ sinh cái đấy, xi phong những cái bè, xi phong những cái thức ăn dư thừa hoặc là những cái phân của con cá trình, thì chúng ta nên gom và xả ra ngoài hết, sẽ giúp cho cái bể của mình nước sẽ sạch hơn và giúp cho cá của mình nó sẽ tốt hơn, nước sẽ trong hơn. Chính vì vậy thì sẽ tốt hơn. Thì thôi mình ngồi vô đây cho nó có ánh sáng này. Trời bây giờ cũng đã 6 giờ xa, 6 giờ chiều tối rồi. Mình làm một cái clip này để mà mình chia sẻ. Trong thời gian mà mình nuôi á, cái điều quan trọng nhất đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì cái nguồn nước rất là quan trọng. Các bạn nên cố gắng làm sao cái nguồn nước là cái nguồn nước sạch thì cá nó sẽ phát triển rất là tốt và có thể ăn mạnh hơn. Chứ nếu mà chúng ta đỡ nguồn nước đục và dơ hoặc là không tốt thì cái trình nó sẽ là cũng không có ăn mạnh đâu nha. Và đây là cái nhé của mình làm này. Hồi trước khi mới đầu mình làm cái nhé như thế này, hình vuông nè các bạn, đây thấy không, nó to lắm không. Mình làm cái đây nhé mà chỉ trong thời gian thì nó cũng đã cái đây cũng được gần 5 năm rồi, 5 năm cái nhé này. Thì sau thời gian 5 năm thì nó sẽ bị gãy như thế này nè. Nó bị gãy một miếng như thế này đó, nó gãy thấy chưa các bạn. Rồi mình đã thay đổi một cái cái khác rồi. Hồi trước mà mình làm như là cái mấy cái ống này, mình quay cho các bạn xem nha. Và còn cái đây nè các bạn. Hồi trước thì mình hay để mấy cái ống này là 114 phi 114 này, mình thì để cho cá trình nó chui vô. Nhưng mà lần đây thì mình sẽ không có để mấy cái ống này nữa. Cá trình thì thường hay để cái hang.
thông thường thì mình để cái một cái hang cho cái trình nó sẽ ở, cho nó trú ngụ gì trong đó. Nhưng mà mình những năm gần đây thì mình không làm hang nữa. Vì sao? Thì mình làm mấy bỏ cái ống vô này nè, thì cái trình nó hay chui vô trong này, là nó có một con gì cỡ ống như này thì nó bự như vậy, thì chỉ có một con nó chui vô thôi. Con nó cũng phải tầm 4-5 kg. Thì nếu như mà con kháng nó chui vô nữa thì sẽ xảy ra cái hiện tượng đó là nó chui vô mấy cái cạnh này nè các bạn, nó bén này, nó sẽ làm trầy cái con cá đi, có thể là bung là cái màng, nó ảnh hưởng tới cái màng của con cá, trầy xước thân cá, gây ra cái hiện tượng lở lét thì không tốt. Cho nên mình đã quyết định mình xuống bỏ và không có bỏ ống vô trong cái hồ nữa. Bây giờ tất nhiên là cái tập tính của con cá trình là nó thích ở trong hang và trú ngụ trong những cái bóng tối, bóng râm, hang hốc như cái ống như thế này là nó chui vô liền. Bởi vì gì là nó chui vô liền, đúng không? Thế các bạn thấy không? Đây. Thì cho nên là mình cũng quyết định mình cũng không có bỏ, quyết định là mình không có bỏ trong hồ nữa, và mình đã thả ra ngoài luôn. Những cái điều mà mình đang chia sẻ tất cả với các bạn biết, để mà các bạn tránh những trường hợp mắc những sai lầm như mình hay là gì đó thì sẽ tốt hơn. Chẳng hạn gì, thế trước các bạn thấy không, như hồ của mình thì mình làm sẽ có mái che hết, kín hết, và làm sao để cho nó trường hợp là không có cũng có bị như là những con động vật khác nó bay vô, hoặc là ánh nắng nó sẽ xen vô nhiều lắm thì cũng không tốt. Tại vì nắng nhiều quá thì nó sẽ xảy ra là hiện tượng là tảo, khi nước của mình nó dơ thì tảo sẽ phát triển rất là mạnh. Và chính vì vậy thì mình sẽ thay nước thường xuyên, thì nó sẽ hao cái nguồn nước, tốn tiền điện đồ rất là nhiều. Cho nên là mình bao kín hết, ở trên thì có lưới râm luôn, thì cho nên là mình làm như vậy thì sẽ giúp cho mình đỡ cái hạn chế luôn. Nước thì mình có thể là hàng ngày mình sẽ thay nước là từ khoảng một gang này thôi, khoảng 20 cm, mình bơm nước mới vào, mình hút cái đó là để cái gì, mình xả những cái nền đấy, đất đấy ở trong cái bể của mình á, như cái đất phẳng, bùn non gì đó là nó sẽ hút ra. Cái lúc nào cũng chỗ mình hút á, lúc nào cũng thấp hơn những chỗ khác. Đó là những gì mình đang nuôi trong cái trình. Cái trình thì cũng rất là, cũng có giá trị về kinh tế cũng rất là cao. Mặt trời cũng đã xuống rồi, cho nên ánh cái chất lượng video nó cũng hơi mờ mờ, nó cũng có tốt lắm. Thì các bạn thông cảm nha. Mình chỉ chia sẻ lâu lắm, nhiều lúc mình cũng rất là bận luôn, nhiều lúc làm nhiều quá, công việc cũng rất là mệt, cho nên là ôm xô nhiều quá, cho nên nhiều lúc không ra kịp cho video cho các bạn xem nhé. Và cũng thời gian này thì video của mình không có đề xuất nhiều lắm, cho nên là view rất là thấp. Nếu các bạn nào coi thì ủng hộ cho mình nha. Một lần nữa thì Đức cũng cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã ủng hộ cho Đức thời gian qua. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nuôi, nếu thích cái mô hình thủy sản này thì hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi cho Đức nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và tạm biệt, bye bye. Của mình như thế nào nha, thì các bạn thấy rồi đó, mình sẽ chạy vô bằng oxy nè. Thì cái nhé này thì mình chủ yếu mình cho vào thức ăn cũng đã ăn hết rồi. Và đây là cái bể mà mình đang giới thiệu với các bạn, đó là bể xi măng nhưng mà là đất sét. Thì đây là cái mô hình ở dưới là chỉ không có phả đáy nha, mình chỉ lấy đất sét đổ từ 20 phân, thì nền đất sẽ dày và sẽ dán mặt lại và không cho nước thấm ra khỏi cái lớp bùn đó.
các bạn hỏi là có bạn thì nói như làm như vậy thì nó sẽ nước sẽ thấm ra ngoài.